đến bữa ăn cơm rồi mà lại không có cơm ăn. Có anh chị em nào giống như này chưa? Một tài khoản chia sẻ khoảnh khắc cười ra nước mắt trong bữa cơm gia đình của mình với dòng caption: đi làm về thấy đang đứng ở đầu ngõ buôn chuyện với mấy bà hàng xóm, tôi đã thấy nghi rồi. Chẳng là đến giờ ăn cơm, mọi thứ vợ đã dọn sẵn tinh tươm cho cả nhà, toàn món ăn ngon, bụng thì biểu tình vì cả ngày đi làm mệt nhọc. Đang hí hửng ngồi vào mâm cơm, mở nồi cơm ra thì tá hỏa. Cơm vợ quên chưa bật nút nấu cơm các bác ạ. Có vợ bác nào giống vợ em không? Nhiều bình luận hài hước, may quá cơm chưa chín, ăn mỗi thức ăn thôi, dễ dáng đẹp bác ạ. Nhà em thì nóc nhà không buôn bán gì, nhưng 10 ngày thì 9 ngày quên như vợ bác. Em toàn phải nấu mì ăn trừ bữa đây. Mới trưa nay em nấu cơm, vẫn bật nút nấu đàng hoàng, cơ mà quên không cắm phích điện. Đến lúc ăn cơm thì, ối dồi ôi. Cái này hầu như nhà bác nào cũng phải gặp ít nhất một lần. Cứ tin tôi đi. Một bình luận dí dỏm, trả luôn về ngoài anh ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày.